Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 6 giờ sáng nay đã có 345 người chết, mất tích, 1.908 người bị thương do bão, hoàn lưu của bão gây ra ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có 262 người chết, 83 người mất tích. Lào Cai là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người với 111 người chết, 61 người mất tích, tiếp đến là Yên Bái với 53 người chết, 2 người mất tích, Cao Bằng 43 người chết, 9 người mất tích, Quảng Ninh 25 người chết, Phú Thọ 11 người chết và Hòa Bình 7 người chết. Mưa lũ cũng làm hơn 168.000 nhà bị hư hỏng, 73.248 nhà bị ngập, thiệt hại về nông nghiệp. Tính đến nay đã có 183.000 hecta lúa, 44.000 hecta hoa màu bị ngập úng, thiệt hại 23.661 hecta cây ăn quả, 2.250 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi, 9.000 con gia súc, gần 2 triệu con gia cầm bị chết. Hiện các địa phương đang tiếp tục ra soát và thống kê thiệt hại.